em lé đó là em vô cái em đi với anh thôi, em đi với anh đây lé. Mà anh muốn lé làm sao nè, em được có cái là tứ lé luôn, lé trên nè là không nhìn thấy ai nè, lé xuống nè lé hai con lần lượt nè. Ồ sao em hay quên thế nhở, em quen anh em hay quên đó nha. Đúng rồi, em phải nền em phải như vậy em mới thích nè đó. Em đừng có quậy đám cưới người ta nghe chưa, không có quậy em sẽ vô ngồi bắt chéo là gì dạ, không có được quậy, không được phá gì hết dạ, hứa với anh vậy, không được cái làm gì hết dạ, để anh. Ê cái nết kỳ, cái nết không có ai vô người yêu cũ, mà ví dụ anh vô đứng bình thường là tôi đã nóng rồi, anh vô mà anh hảy như vậy trời ơi anh quậy sức bắp vậy hả, xây sức bắp. Anh thương em, anh nghe lời em, anh không làm anh vậy, anh phải nghe lời em, nhặt cái liêm sĩ của mình lên. Anh phải nhặt cái liêm sĩ của anh lên, anh không làm yeah, như vậy. Yeah, em tưởng là anh nói em nhặt cái liêm sĩ lên là chiếc dép thì nó nhặt tay của mình liền. Gì vậy? Anh tự phạt. Ừ, đó. Hồi nãy cái ý là nói em đó, nhưng mà anh tự phạt trước. À, em vô đó tại vì anh biết không? À, em ghét nhất là cái hành động á, là vô rồi liếc nhau, anh coi như là em bị lé đi. À, em lé. Đó là em vô cái em đi với anh thôi, em đi với anh. Đây, lé. Mà anh muốn lé làm sao nè, em được con cái là tứ lé luôn. Lé trên nè, là không nhìn thấy ai nè. Lé xuống nè, lé hai con lần lượt nè. Lé hai con qua đây nè, và lé tập trung ở giữa nè. Tiếp chiêu đi, chờ chi. 20:30 đến 5 hàng tuần trên HTV7 và kênh YouTube Madison Media Group.